tét ngồi lại được cả buổi luôn này. Đó. Cánh. Chứ này giọng hay anh nhỉ? Chứ này khi mà người ta giọng hay nhỉ? Nhiều con hay lắm. Nhiều có nhiều chỗ, có nhiều con hay lắm. Mẹ giọng to lắm. Mùi vậy à? Ngoài con, ngoài kia có con nó giọng hay thế. Là đang nuôi à? Không, để chỗ cây cao rồi hôm ra, tôi ra đằng kia bẫy con rắn. Tôi về đấy, tôi hút khoan rồi. Rắn á? Ồ, to mà. To, vụt trợt. Hổ mang à? Chắc là hổ mang, vụ khoan nó phè. Thế hổ mang à? Ý là mình đang ngẩng. Anh mình đang ngẩng lên trên này. Nửa thì đi cúi xuống thì nó bỏ còn một nửa người đằng sau thôi. Thì mình lấy gậy, cái gậy ngoài đấy, lấy đuôi đấy, lấy chuôi gậy một gì phạch, cái gì có lấy nó sẽ nội thương rồi. Vâng. Nó phe và ị vẻ này, thôi thôi chuồn chuồn. Vì lúc đầu mình đã cảnh giác rồi, là ra đây giết được thằng này. Ơi. Ờ, cứ ăn trước đi. Có ăn đi, đang đi thì ị vẻ. Cứ anh gọi về cơm à? Anh mấy cháu rồi? Anh hai cháu. Em mình có một. Anh một trai một gái, một gái đầu, trai thứ hai được cháu gái 2 tuổi rồi. Giọng hay. Sắp đi mẹ. Để đấy. Chuyên cảnh. Bố mày làm gì? Đúng rồi, ra nạc. Địa bàn nó đây này. Địa bàn. Mấy lần thì sang đây rồi đấy, như vậy nhà cứ nào ở nhà nên là để gần nhà. Để mai bán nốt còn mình tập chuyện. À, xuống này. Con này sao bụi thì có đánh không anh? Đâu rồi? Mua lòng chưa? Cứ mua đi không để có lấy. Trong ngày nay lấy đi rồi để anh đấy anh làm dẹp nòng dẹp tổ. Cứ lấy đi. Thế thì đi mua đi. Hoặc là phải mua. Mà gãy kiểu gì mày mang lên mày sửa kiểu gì. Anh bảo nhé, mày mua một cái mua một cái lồng nữa, xong thì mang cái lồng ấy lên sửa, xong nó có bắt 2 con hiểu không, thì 2 con chơi nó mới nhanh chơi, mẹ nó hay. Đi mua tí đi, xong chiều tối bắt.
có anh cứ để anh cho lồng mấy con. Thì anh cứ nọc đi, còn nếu mà không thì chưa không ấy thì lại cho nó một hai con thì gì ạ. Bắt thích anh bảo không có hai thì đỡ phải nuôi mà kiếm lại kiếm con khác. Rồi nó còn nó chung lồng thì là tối nó mới bắt. Nó chưa mua bảo điện nó rồi để tí nghỉ làm mua lồng luôn. Thế cứ vứt đấy. Thế cứ có cái lồng nào không này vứt vào lấy cả. Nó bị rơi trong một máy không được bắt từ lâu rồi. Nó bảo em có xuống xe nào, nó bảo hôm gió nên là nó đổ. Rồi đang đi test thì đang ngủ đi à. Chắc có mồi sao từ bên ra thì cho hai con mua một cái lồng nào thì tùy mày, em phải lên chưa lên bắt luôn đi cũng được. Thế nhưng lúc nào sửa cái lồng kia xong thì lại tách ra xong rồi đó, mang cái lồng kia đi sửa. Mày biết mua thì ở mày định mua ở đâu? Cái này xong xong rồi. Mày muốn mua đâu xong mà mang lồng thì thằng nào nó bán lồng thì cứ sửa được lồng mày đó. Thì có mấy cái gì thôi thì bảo sửa thêm cái này, ông ấy mua một cái lồng nữa tặng thêm một cái lồng với ông thuốc à. Thì chưa chưa khăn không không bước được xong rồi tách thì bắt ra mới bảo mua cái lồng tắm nữa, mua cái lồng tắm cho nó tắm thỉnh thoảng dậy bước xuống cho tắm nó sạch kim ấy, nó nhanh nó chơi hiểu không, cái kim nuốt không tắm thì chơi nào thì ra được. Anh mua lồng tắm cho màu đây mấy chục nghìn thôi. Nó có cái lồng tắm đôi hơn 100.000 vải thì là một phát lúc tắm hai con người luôn. Bây giờ không mà phải mở cửa lồng tắm, mở cửa lồng nó tự bay sang đi. Bảo mua cái lồng tắm đôi ạ, nó có hai cái thì mình có hai con thì sẵn tắm tất vẻ luôn. Tám tất rồi các bạn chị, mày thấy mày phải hỏi bảo là bây giờ để một cái lồng nan nhỏ tắm cả cho màu cả ấy thì nó không bán, nó không có hỏi. Bạn ơi mua cái bàn anh em, các con mua cái bàn của em đây. Nào vào đây, vừa đá vanh. Đầy quá nhiều chim. Đây rồi. Trúng bài. Trúng bài luôn. Đây phải đổi mồi anh em nhé. Xuống đây.
ăn đã. Chú đợi đây nhé, anh không được anh mang con kia ra. Đó, chú cứ đợi đây, anh mang lên về đã. Đợi đánh nhau, bám phanh lên, lên con nữa sập này. Sập, đi chạy này, bây giờ nó khôn gì, khôn nhá. Xuề xuề nhắm rồi, xuống nhờ nhắm rồi. Hai mùi nhắm nhá, con mùi kia vỡ rồi. Con mùi kia gặp hẳn này vỡ rồi. Để lại cho một cái ba em đi này, em thử đi test con mùi của ông anh thì vỡ rồi. Vẫn mùi cái bàn của em đây. Lên nào. Bướng lên đâu. Lên đi, chạy lên đây. Rồi. Hãy là cánh đối diện để sang để đánh này. Cọp đây nhá. Cánh liên tục. Xoay lên. Rất cay, đừng xòe luôn. Đấy, tốt chưa nhỉ? Không soạn là tôi cái bang, lên đánh nhau đi. Tại sao? Lại vào đánh. Ở đánh ăn hàng em nhé, ok anh em ơi, ăn hàng nhé, ok.